Kính chào quý chị, đây chính là tòa nhà ở xã hội NHS Trung Văn. Dự án này đã thu hút sự quan tâm của một lượng lớn người dân, đặc biệt là những người trong nhóm đối tượng quy định đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội kể từ đầu năm 2023 đến nay. Vậy trong nội dung video, tôi sẽ cung cấp nhanh đến quý chị những cái thông tin tổng quan nhất và hiện trạng của dự án này để phần nào trả lời được câu hỏi tại sao nhà ở xã hội NHS Trung Văn lại hot đến vậy. Nhà xã hội là loại hình nhà ở có cái sự hỗ trợ của nhà nước cho các nhóm đối tượng được chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của luật nhà ở Việt Nam năm 2014. Nhóm 10 đối tượng cụ thể được quy định tham gia mua nhà xã hội thì tôi có đính kèm chi tiết link bên dưới phần mô tả để anh chị tiện tham khảo. Về dự án nhà xã hội Trung Văn thì có cái vị trí tại ô đất số HH02A Đông Nam, ngay ngã tư giao cắt giữa đường Trung Văn và Tố Hữu thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vị trí này theo tôi đánh giá là một vị trí rất thuận tiện đi lại và liên kết đến các cái khu vực khác nhau trong thành phố nhờ hạ tầng giao thông xung quanh khá đồng bộ và hiện đại. Từ đây mà di chuyển vào các cái quận như là Thanh Xuân, Cầu Giấy, phía trong khu vực vành đai 3 thì chỉ mất khoảng 2 km. Trước mặt thì là tuyến buýt nhanh BRT cách ga tàu điện Cát Linh Hà Đông khoảng 600m. Các cái tuyến như là bệnh viện, trường học, siêu thị, công viên, cụ thể như là bệnh viện 103, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Đại học Hà Nội, siêu thị Aeronmo Hà Đông, công viên mặt hồ Trung Văn thì chỉ khoảng từ 10 đến 20 phút di chuyển. Đây đều là những cái dịch vụ thiết yếu phục vụ cho đời sống hàng ngày của cư dân. Tòa chung cư nhà ở xã hội này nằm trên cái khu đất rộng khoảng 2.726m², được thiết kế 32 tầng nổi, 2 tầng hầm. Có cái thiết kế tổng là 275 căn hộ. Trong đó thì có 225 căn nhà xã hội và 50 căn nhà thương mại. Với mật độ là 11 căn trên một sàn, 3 thang máy. Diện tích điển hình là từ 69,8 cho đến 88,8m². Hình thức pháp lý thì là sở hữu sổ hồng sở hữu lâu dài. Chủ tư dự án là công ty cổ phần đầu tư xây dựng LHS. Doanh nghiệp này vốn tiền thân là công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng kinh doanh nhà Hà Nội, đã từng triển khai các cái dự án nhà ở thương mại như là Helios Tower số 75 Tam Trinh và chung cư Golden Field Mỹ Đình. Dự án này thì khi mở bán tiếp nhận cái hồ sơ với cái giá bán lên tới gần 20 triệu đồng một mét vuông. Đây là cái mức giá cho nhà xã hội cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn của thủ đô Hà Nội đối với các cái dự án nhà xã hội. Tham khảo giá của các cái dự án nhà xã hội trước đây được phê duyệt thì đều ở cái mức khoảng 13 đến 17 triệu một mét vuông. Lý giải cho mức giá này thì theo tôi chính bởi các yếu tố như là giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, cụ thể thì đã tăng khoảng 10% từ năm 2022 đến năm 2023. Giá đất khu vực cao, chi phí các cái thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng thì tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc, dẫn đến cái nguồn cung nhà ở xã hội trong suốt thời gian qua thì ngày càng khan hiếm. Về hiện trạng của dự án này thì dự án hiện đang được đổ sàn đến tầng 7. Tại cái thời điểm tôi thực hiện video này vào cuối tháng 6 năm 2023 và tòa nhà này thì đang được dự kiến là bàn giao trong năm 2025. Nhìn những hình ảnh từ trên cao thì anh chị có thể thấy được là xung quanh khu vực của dự án có rất nhiều những tổ hợp tòa căn hộ chung cư khác như là C14 Bộ Công an, tổ hợp chung cư Mubrinen, Season Avenue, TSQ, làng Việt Kiều châu Âu hiện thì đang có cái giao dịch trên thị trường là từ khoảng 30 cho đến 40 triệu đồng một mét vuông. Điểm trừ lớn nhất của nhà xã hội Trung Văn thì theo tôi thì có thể là nó khá là gần với ở khu vực Nghĩa Trang Trung Văn. Thì cái điều này thì ảnh hưởng phần nào đến cái tầm nhìn và tâm lý các cái căn hộ nhìn ra cái phía mặt đường Tố Hữu. Tính đến thời điểm này, dự án đã mở bán xong đợt đầu tiên với 157 căn hộ và cho thuê 68 căn, tạo lên cái cơn sốt với hàng nghìn bộ hồ sơ được chủ tư tiếp nhận. Đây là cái dự án nhà xã hội được mở bán sớm nhất nằm trong cái kế hoạch mở bán 13 dự án nhà xã hội của thành phố Hà Nội trong năm nay. Như vậy thì thực tế thì nhu cầu về nhà xã hội tại các cái khu vực Hà Nội và các cái đô thị lớn tại Việt Nam thì vẫn là rất lớn, đặt trong cái bối cảnh quy định về pháp luật, các cái thủ tục triển khai đầu tư xây dựng nhà xã hội hiện nay thì vẫn còn nhiều khó khăn, dẫn đến cái tình trạng chênh lệch cung và cầu. Nhiều đối tượng đạt đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng mà vẫn rất khó giành được cái suất mua. Hy vọng là nhà xã hội Trung Văn thì sẽ được bàn giao đúng tiến độ và chất lượng để làm tiền đề cho các cái dự án nhà xã hội được mở bán tiếp theo trong năm nay diễn ra thuận lợi.
Nếu thấy cái nội dung tôi chia sẻ hữu ích thì anh chị hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và theo dõi các cái video, thông tin và tiến độ về các cái dự án nhà xã hội tiêu biểu trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị.